Cách sử cách chuẩn bị các dụng cụ cần thiết. Thưa quý vị các bạn, một hộp đồ đầy đủ thì không thể thiếu các dụng cụ cần thiết như kéo, kìm, vít và mỏ nét. Trước khi đi xử lý các sự cố sự cố thì ta cần chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ cần thiết để tránh ảnh hưởng đến công việc và mất nào mất thời gian. Thưa quý vị các bạn, tôi vừa trình bày xong để quý vị các bạn cách chuẩn bị các dụng cụ cần thiết. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi.